Thưa quý vị, chiều nay kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành phiên họp bế mạc. Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng truyền hình trực tiếp của phiên họp này trên cả hai kênh Đà Nẵng TV1, Đà Nẵng TV2 và trực tuyến trên website www.danangtv.vn và trên fanpage Đà Nẵng TV Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa bà con cử tri. Tiếp tục phiên làm việc buổi chiều hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố. Trước hết là phần miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và các ủy viên ủy ban. Xin căn cứ quy định tại khoản 3 điều 84 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Xin trân trọng kính mời đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trình bày tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, tôi xin nghe trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021. Kính gửi Hội đồng Nhân dân thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu ông Trần Văn Miên giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021. Nay thực hiện việc kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, căn cứ đề án nhân sự Đại hội đại biểu lần thứ 22 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thành ủy có công văn số 107 ngày 3 tháng 12 2020 thống nhất chủ trương miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Miên. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 2015, căn cứ Nghị định số 8 ngày 25 tháng 1 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và quy trình thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban Nhân dân, tôi kính đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với ông Trần Văn Miên với lý do nêu trên. Xin trân trọng kính trình. Xin tiếp tục trình bày tờ trình thứ hai về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021. Kính gửi Hội đồng Nhân dân thành phố. Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu ông Lê Tùng Lâm, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng và ông Trần Phước Sơn, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư giữ chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021. Nay, ông Lê Tùng Lâm đã được điều động đến nhận công tác tại quận ủy Thanh Khê và ông Trần Phước Sơn đã được điều động đến nhận công tác tại quận ủy Liên Chiểu tại quyết định số 4343 và quyết định số 4346 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 2015, căn cứ Nghị định số 08 ngày 25 tháng 1 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và quy trình thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức Ủy viên Ủy ban Nhân dân, tôi kính đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố đối với lại ông Lê Tùng Lâm và ông Trần Phước Sơn với các lý do nêu trên. Kính trình Hội đồng Nhân dân thành phố. Xin hết. Xin cảm ơn đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Thưa các vị đại biểu, chúng ta vừa nghe tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đối với đồng chí Trần Văn Miên và Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố đối với đồng chí Trần Phước Sơn, Lê Tùng Lâm. Đề nghị các vị đại biểu cho ý kiến về các tờ trình nêu trên. Có đại biểu nào có ý kiến gì xoay quanh hai tờ trình đó mà? Như vậy không có đại biểu nào có ý kiến thống nhất theo tờ trình. Xin cảm ơn các vị đại biểu. Căn cứ theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, hướng dẫn số 1138 và hướng dẫn số 629
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quy định tại điều 4 Nghị định số 08 của Chính phủ về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân dân thành phố bầu thì được tiến hành bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín do Hội đồng nhân dân cung cấp quyết định. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xin ý kiến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đối với việc miễn nhiệm các chức danh được tiến hành bằng hình thức biểu quyết trên hộp biểu quyết điện tử. Đối với việc bầu các chức danh được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín. Xin ý kiến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố về hình thức miễn nhiệm và bầu. Có vị đại biểu nào có ý kiến khác không ạ? Nếu các vị đại biểu không có ý kiến khác và nhất trí, đề nghị cho biểu quyết. Như vậy có 45 trên 45 đại biểu có mặt nhất trí, chiếm tỷ lệ 97,83% tán thành. Xin cảm ơn các vị đại biểu. Để tiến hành kiểm phiếu và kiểm đếm, chủ tọa kỳ họp xin giới thiệu thành phần ban kiểm phiếu phục vụ cho công tác nhân sự tại kỳ họp lần này gồm các đại biểu sau đây, tức là xuyên suốt trong cái kỳ họp lần này từ miễn nhiệm cho đến bầu cử. Một là ông Quỳnh Bá Cử, trưởng ban. Hai, ông Trần Tuấn Lợi, ủy viên. Ba, bà Lê Thị Thanh Minh, ủy viên. Bốn, bà Lê Thị Như Hồng, ủy viên. Năm, bà Phan Thị Tuyết Nhung, ủy viên. Xin ý kiến các vị đại biểu về thành phần ban kiểm phiếu. Nếu các vị đại biểu không có ý kiến khác và nhất trí, đề nghị xin biểu quyết. Như vậy có 45 trên 45 đại biểu có mặt tán thành. Xin cảm ơn. Mời ban kiểm phiếu làm việc. Sau đây chúng ta tiến hành thông qua từng tờ trình. Một là tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố đối với ông Trần Văn Miên. Xin ý kiến các vị đại biểu về tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức danh đối với ông Trần Văn Miên, Phó Chủ tịch. Nếu các vị đại biểu nhất trí thì đề nghị các vị biểu quyết. Xin mời các vị đại biểu. Như vậy có 45 trên 45 đại biểu có mặt tán thành. Xin cảm ơn các vị đại biểu. Tờ trình thứ hai, tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố đối với các ông Trần Phước Sơn, Lê Tùng Lâm. Xin ý kiến các vị đại biểu từng nhân sự. Một là về đề nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố đối với ông Trần Phước Sơn. Xin ý kiến các vị đại biểu. Nếu các vị đại biểu nhất trí, xin mời các vị đại biểu biểu quyết. Như thế có 45 trên 45 đại biểu có mặt nhất trí. Xin cảm ơn các vị đại biểu. Về đề nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố đối với ông Lê Tùng Lâm. Xin ý kiến các vị đại biểu. Nếu các vị đại biểu không có ý kiến gì và nhất trí, xin đề nghị biểu quyết. Như thế có 45 trên 45 đại biểu có mặt nhất trí với tờ trình. Xin cảm ơn các vị đại biểu. Xin cảm ơn đồng chí chủ tịch. Tiếp theo chương trình xin mời ông Phan Thanh Long, Ủy viên thường trực Trưởng ban Pháp chế, đọc dự thảo nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch và chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố. Xin mời. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa quý vị đại biểu, được sự phân công của chủ tọa, tôi xin trình bày các dự thảo nghị quyết về miễn nhiệm các chức danh. Nghị quyết thứ nhất là nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 16, căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019.
xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tại tờ trình số 8035 ngày 4 tháng 12 năm 2020 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 và báo cáo thẩm tra số 728 ngày 5 tháng 12 năm 2020 của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố. Căn cứ biên bản kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tại phiên họp ngày 9 tháng 12 năm 2020, kỳ họp lần thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021, quyết nghị điều 1, xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Miên với 45 trên 45 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 97,83% so với tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố có biên bản kèm theo. Điều 2, giao Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố hoàn tất thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo đúng quy định của pháp luật. Điều 3, nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Hội đồng Nhân dân thành phố biểu quyết thông qua. Nghị quyết này được Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 9 tháng 12 năm 2020. Nghị quyết thứ hai là nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021. Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019, xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tại tờ trình số 8029 ngày 4 tháng 12 năm 2020 về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 và báo cáo thẩm tra 728 ngày 5 tháng 12 năm 2020 của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố. Căn cứ biên bản kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố tại phiên họp ngày 9 tháng 12 năm 2020, kỳ họp lần thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021, quyết nghị điều 1, xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông có tên sau đây. 1, ông Trần Phước Sơn với 45 trên 45 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 97,83% so với tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố có biên bản kèm theo. 2, ông Lê Tùng Lâm với 45 trên 45 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 97,83% so với tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố có biên bản kèm theo. Điều 2, nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Hội đồng Nhân dân thành phố biểu quyết thông qua. Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 tại kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 9 tháng 12 năm 2020. Kính báo cáo Hội đồng. Xin cảm ơn đồng chí trưởng ban pháp chế. Như thế là chúng ta đã nghe hai cái dự thảo nghị quyết liên quan đến miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố. Chúng ta sẽ tiến hành biểu quyết từng nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm. Trước hết xin ý kiến các vị đại biểu về nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban thành phố đối với ông Trần Văn Miên. Xin ý kiến các vị đại biểu. Nếu các vị đại biểu không có ý kiến gì khác và nhất trí thì đề nghị biểu quyết thông qua nghị quyết. Như thế có 45 trên 45 đại biểu có mặt tán thành nghị quyết. Xin cảm ơn các vị đại biểu. Xin ý kiến các vị đại biểu về nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân đối với các ông Trần Phước Sơn và Lê Tùng Lâm. Xin ý kiến các vị đại biểu. Nếu các vị đại biểu không có ý kiến gì khác và nhất trí, đề nghị cho biểu quyết thông qua nghị quyết. Như thế có 45 trên 45 đại biểu nhất trí với dự thảo nghị quyết. Xin cảm ơn vị đại biểu. Xin cảm ơn. Tiếp theo chương trình là phần miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Căn cứ quy định tại khoản 3 điều 84 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Xin trân trọng. Mời.
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các vị đại biểu, căn cứ quy định tại khoản 3 điều 84 luật tổ chức chính quyền địa phương, tôi xin trình bày tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đối với ông Huỳnh Đức Thơ. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng số 57 TT HDND Đà Nẵng ngày 4 tháng 12 năm 2020. Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021. Kính gửi Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ được Hội đồng nhân dân thành phố bầu giữ chức danh chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021. Nay ông Huỳnh Đức Thơ có đơn xin miễn nhiệm chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019. Căn cứ công văn số 268 CVDD ngày 4 tháng 12 năm 2020 của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố về công tác nhân sự tại kỳ họp lần thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021. Với tư cách là chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021, tôi kính báo cáo và đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố xem xét miễn nhiệm chức danh chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Huỳnh Đức Thơ. Kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét quyết định. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí chủ tịch. Sau khi nghe tờ trình về đề nghị miễn nhiệm chức danh chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đối với ông Huỳnh Đức Thơ, đề nghị các vị đại biểu và cho ý kiến. Nếu các vị đại biểu không có ý kiến thì xin được biểu quyết. Đại biểu nào thống nhất với nội dung tờ trình và trình bày xin đề nghị cho biểu quyết. Xin cảm ơn các vị đại biểu. Như vậy có 45 trên 45 đại biểu thống nhất với tờ trình. Tiếp theo chương trình, xin mời ông Phan Thanh Long, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân lên đọc nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Tôi xin trình bày dự thảo nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021. Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 kỳ họp thứ 16. Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố tại tờ trình số 57 ngày 4 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 và báo cáo thẩm tra số 728 ngày 5 tháng 12 năm 2020 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố. Căn cứ biên bản biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại phiên họp ngày 9 tháng 12 năm 2020, kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021, quyết nghị điều 1: xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Huỳnh Đức Thơ với 45 trên 45 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 97,83% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có biên bản kèm theo. Điều 2: giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố hoàn tất các thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn theo đúng quy định của pháp luật. Điều 3: dự nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng biểu quyết thông qua. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 kỳ họp lần thứ 16 thông qua ngày 9 tháng 12 năm 2020. Kính báo cáo hội đồng. Xin cảm ơn đồng chí Phan Thanh Long, Trưởng ban Pháp chế. Như vậy là chúng ta vừa nghe đồng chí Phan Thanh Long, Trưởng ban Pháp chế trình bày dự thảo nghị quyết. Sau đây xin ý kiến các vị đại biểu về dự thảo nghị quyết. Có đại biểu nào có ý kiến không ạ?
Nếu các vị đại biểu không có ý kiến và nhất trí, đề nghị cho biểu quyết thông qua nghị quyết. Xin mời các vị đại biểu. Như vậy có 45 trên 45 đại biểu có mặt tán thành nghị quyết. Xin cảm ơn các vị đại biểu. Xin cảm ơn chủ tịch. Tiếp theo là chúng ta sẽ thực hiện nội dung bầu chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố. Căn cứ điều 83 luật tổ chức chính quyền địa phương, xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Nho Trung, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố trình bày tờ trình đề nghị bầu chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các vị đại biểu, căn cứ quy định tại khoản 3 điều 83 luật tổ chức chính quyền địa phương, tôi xin trình bày tờ trình về việc đề nghị bầu chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đối với ông Lê Trung Chinh, cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng số 58/TT-HDND Đà Nẵng ngày 4 tháng 12 năm 2020. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021. Kính gửi hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019, căn cứ công văn số 268/CVDD ngày 4 tháng 12 năm 2020 của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố về công tác nhân sự tại kỳ họp lần thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021. Căn cứ các quy định về tiêu chuẩn phẩm chất năng lực cán bộ với trách nhiệm là chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021, tôi xin giới thiệu ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 để Hội đồng nhân dân thành phố bầu giữ chức danh chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021. Kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét quyết định. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn chủ tịch. Sau khi nghe tờ trình về việc đề nghị bầu chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đối với ông Lê Trung Chinh, đề nghị các vị đại biểu hội đồng nhân dân thành phố cho ý kiến. Nếu các vị đại biểu hội đồng nhân dân thành phố không có ý kiến thì xin mời ban kiểm phiếu lên làm việc. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu hội đồng nhân dân, trước hết thay mặt ban kiểm phiếu, tôi xin chân thành cảm ơn các đại biểu hội đồng nhân dân đã tín nhiệm bầu chúng tôi vào ban kiểm phiếu. Chúng tôi sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm để góp phần vào thành công của kỳ họp. Sau đây tôi xin nêu cách thức bỏ phiếu. Phiếu bầu đối với chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố là phiếu màu trắng. Phiếu bầu có hai ô đồng ý và không đồng ý để đại biểu hội đồng nhân dân thành phố thể hiện chính kiến của mình, chọn ô nào thì đánh dấu X vào ô đó. Sau đây đề nghị các thành viên ban kiểm phiếu phát phiếu cho các vị đại biểu hội đồng nhân
Xin hỏi các vị nào chưa có phiếu? Các vị nào đã ghi phiếu xong thì kính mời chủ tọa kỳ họp và các vị đại biểu hội đồng nhân dân chúng ta thực hiện việc bỏ phiếu. Xin mời chủ tọa kỳ họp thực hiện việc bỏ phiếu. Xin mời các vị đại biểu hội đồng dân lần lượt bỏ phiếu. Xin được hỏi có vị nào chưa bỏ phiếu? Như vậy các vị đã bỏ phiếu xong, mời ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu. Xin phép chủ tọa kỳ họp, tôi xin thông qua biên bản kiểm phiếu bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Xin phép đại biểu, tôi bỏ qua phần căn cứ. Sau khi nghe ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, trình bày tờ trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng nhân về việc giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội đồng nhân dân thành phố đã thảo luận việc ứng cử, đề cử và biểu quyết nhất trí danh sách người ứng cử để bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 cụ thể như sau. Ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội đồng nhân dân thành phố đã tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu như sau: số đại biểu dự 45 đại biểu, số phiếu phát ra 45 phiếu, số phiếu thu vào 45 phiếu, số phiếu hợp lệ 45 phiếu, số phiếu không hợp lệ 0 phiếu. Số phiếu bầu ông Lê Trung Chinh là 45 trên 45 phiếu, đạt 97,83% so với tổng số đại biểu. Căn cứ kết quả bỏ phiếu, ông Lê Trung Chinh được bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ban kiểm phiếu. Xin mời ông Phan Thanh Long, Ủy viên thường trực, Trưởng ban Pháp chế trình bày nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
Tôi xin trình bày dự thảo nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021. Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 kỳ họp lần thứ 16, căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019. Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tại tờ trình số 58 ngày 4 tháng 12 năm 2020 về việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 và báo cáo thẩm tra 728 ngày 5 tháng 12 năm 2020 của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố. Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tại phiên họp ngày 9 tháng 12 năm 2020, kỳ họp lần thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 quyết nghị điều 1 xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Trung Chinh được 45 trên 45 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 97,83% so với tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố có biên bản kèm theo. Điều 2, giao Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố hoàn tất thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn theo quy định của pháp luật. Điều 3, nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Hội đồng Nhân dân thành phố biểu quyết thông qua. Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 9 tháng 12 năm 2020. Kính báo cáo Hội đồng. Xin cảm ơn đồng chí Phan Thanh Long, trưởng Ban Pháp chế. Xin ý kiến các vị đại biểu Hội đồng dân về dự thảo nghị quyết vừa được trình bày. Các vị đại biểu nào có ý kiến không ạ? Nếu các vị đại biểu không có ý kiến và nhất trí, xin đề nghị các vị đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết. Xin mời các vị đại biểu. Như vậy có 45 trên 45 đại biểu có mặt nhất trí với dự thảo nghị quyết. Một lần nữa xin đề nghị các vị đại biểu chúng ta vỗ tay chúc mừng đồng chí Chủ tịch Lê Trung Chinh. Xin cảm ơn các vị đại biểu. Tiếp theo chương trình là phần bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố. Căn cứ điều 83 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đọc tờ trình giới thiệu nhân sự bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố, kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu. Sau đây tôi xin đọc các tờ trình về nhân sự. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, tờ trình số 8027, tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021. Kính gửi Hội đồng Nhân dân thành phố, căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ Nghị định số 08 ngày 25 tháng 1 2016 của Chính phủ quy định về số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và quy trình thủ tục bầu từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban Nhân dân. Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn 3212 ngày 21 tháng 11 năm 2020 về việc bầu chức vụ Chủ tịch và bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021. Căn cứ chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy tại công văn số 47 ngày 12 tháng 11 năm 2020 về nhân sự Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Với thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, tôi giới thiệu ông Lê Quang Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ để Hội đồng Nhân dân thành phố bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021, kính trình Hội đồng Nhân dân thành phố. Tờ trình số 2, tờ trình 8208 về việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021. Kính gửi Hội đồng Nhân dân thành phố, căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ Nghị định số 08 ngày 25 tháng 1 2016 của Chính phủ quy định về số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và quy trình thủ tục bầu từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động và cách chức thành viên Ủy ban Nhân dân. Căn cứ chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy tại công văn 32 ngày 9 tháng 11 năm 2020
với thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban thành phố, tôi giới thiệu bà Trần Thị Thanh Tâm, thành ủy viên giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư để Hội đồng Nhân dân thành phố bầu giữ chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021, kính trình Hội đồng Nhân dân thành phố. Tờ trình số 3, tờ trình 8034, tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021, kính gửi Hội đồng Nhân dân thành phố. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ Nghị định số 08 ngày 25 tháng 1 năm 2016 của Chính phủ quy định về số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và quy trình thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban Nhân dân, căn cứ chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy tại Công văn 90 ngày 26 tháng 11 năm 2020 với thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, tôi xin giới thiệu bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương để Hội đồng Nhân dân thành phố bầu giữ chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021, kính trình Hội đồng Nhân dân thành phố. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vừa trình bày các dự thảo tờ trình. Sau khi nghe các dự thảo tờ trình, xin ý kiến các vị đại biểu đối với tờ trình về việc bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đối với đồng chí Lê Quang Nam và tờ trình về việc bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố đối với đồng chí Lê Thị Thanh Tâm và đồng chí Lê Thị Kim Phương. Đề nghị các vị đại biểu cho ý kiến ba tờ trình. Các đại biểu nào có ý kiến gì mà? Thế là các vị đại biểu nhất trí với các tờ trình. Xin cảm ơn các vị đại biểu. Sau đây xin mời ban kiểm phiếu lên làm việc. Báo cáo với các vị đại biểu là chúng ta sẽ bỏ phiếu một lần nhưng có hai loại phiếu trong đó. Một phiếu là phó chủ tịch và một loại phiếu là ủy viên Ủy ban Nhân dân. Xin lưu ý các vị đại biểu như thế. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân, tôi xin nêu cách thức bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Ủy viên Ủy ban Nhân dân. Phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân là phiếu màu vàng và phiếu bầu chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân là phiếu màu xanh. Và phiếu bầu có hai ô đồng ý không đồng ý để đại biểu Hội đồng Nhân dân phố thể hiện chứng kiến của mình, chọn ô nào thì đánh dấu X vào ô đó. Mời ban kiểm phiếu phát phiếu cho đại biểu. Chúng tôi xin nhắc lại là mỗi đại biểu sẽ có hai phiếu và cùng một lúc, là sau khi chúng ta thực hiện cái quyền của mình thì các đại biểu sẽ tiến hành bỏ phiếu. Xin được hỏi có vị nào chưa có phiếu? Như vậy các vị đã có phiếu xong, chúng tôi kính mời chủ tọa kỳ họp và các đại biểu lần lượt tiến hành bỏ phiếu.
Xin được hỏi có vị nào chưa bỏ phiếu? Như vậy các vị đại biểu đã bỏ phiếu xong, mời ban cái phiếu làm việc. Xin phép chủ tọa kỳ họp và các vị đại biểu, tôi xin thông qua biên bản kiểm phiếu bầu chức danh chủ tịch, bầu chức danh phó chủ tịch Ủy ban dân và ủy viên Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Sau khi nghe ông Lê Trung Chinh, chủ tịch Ủy ban thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 trình bày tờ trình của chủ tịch Ủy ban dân về việc giới thiệu nhân sự bầu phó chủ tịch Ủy ban dân, ủy viên Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội đồng nhân dân thành phố đã thảo luận việc ứng cử, đề cử và biểu quyết nhất trí danh sách những người ứng cử để bầu chức danh phó chủ tịch Ủy ban dân, ủy viên Ủy ban dân thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 cụ thể như sau. Về phó chủ tịch Ủy ban dân, ông Lê Quang Nam, thành ủy viên, bí thư quận ủy quận Cẩm Lệ. Hội đồng nhân dân thành phố đã tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả kiểm phiếu như sau. Số đại biểu dự 45 đại biểu, số phiếu phát ra 45 phiếu, số phiếu thu vào 45 phiếu, số phiếu hợp lệ 45 phiếu, số phiếu không hợp lệ 0 phiếu. Số phiếu bầu ông Lê Quang Nam là 42 trên 45 phiếu, đạt 91,30% so với tổng số đại biểu. Căn cứ kết quả bỏ phiếu, ông Lê Quang Nam được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Về bầu Ủy viên Ủy ban dân, bà Trần Thị Thanh Tâm, thành ủy viên, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hội đồng nhân dân thành phố đã tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả kiểm phiếu như sau. Số đại biểu dự 45 đại biểu, số phiếu phát ra 45 đại biểu, số phiếu thu vào 45 phiếu, số phiếu hợp lệ 45 phiếu, số phiếu không hợp lệ 0 phiếu. Số phiếu bầu bà Trần Thị Thanh Tâm là 45 trên 45 phiếu, đạt tỷ lệ 97,83% so với tổng số đại biểu. Căn cứ kết quả bỏ phiếu, bà Trần Thị Thanh Tâm được bầu giữ chức danh Ủy viên Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Về bầu Ủy viên Ủy ban dân, bà Lê Thị Kim Phương, giám đốc Sở Công Thương. Hội đồng dân thành phố đã tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả kiểm phiếu như sau. Số đại biểu dự 45 đại biểu, số phiếu phát ra 45 phiếu, số phiếu thu vào 45 phiếu, số phiếu hợp lệ 45 phiếu, số phiếu không hợp lệ 0 phiếu. Số phiếu bầu bà Lê Thị Kim Phương là 45 trên 45 phiếu, đạt tỷ lệ 97,83% so với tổng số đại biểu. Căn cứ kết quả bỏ phiếu, bà Lê Thị Kim Phương được bầu giữ chức
Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ban kiểm phiếu. Xin mời anh Phan Thanh Long, Ủy viên thường trực Trưởng ban Pháp chế trình bày dự thảo của hai nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, tôi xin trình bày dự thảo về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 16. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại tờ trình số 8027 ngày 4 tháng 12 năm 2020 về việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 và báo cáo thẩm tra số 728 ngày 5 tháng 12 năm 2020 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố. Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại phiên họp ngày 9 tháng 12 năm 2020, kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, quyết nghị điều 1, xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Quang Nam được 42 trên 45 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 91,30% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có biên bản kèm theo. Điều 2, giao thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng hoàn tất thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn theo quy định của pháp luật. Điều 3, nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Hội đồng nhân dân thành phố biểu quyết thông qua. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 9 tháng 12 năm 2020. Dự thảo thứ hai là dự thảo xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 16. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại tờ trình số 8028 ngày 4 tháng 12 năm 2020 và tờ trình số 8034 ngày 4 tháng 12 năm 2020 về việc giới thiệu nhân sự bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Báo cáo thẩm tra số 728 ngày 5 tháng 12 năm 2020 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố. Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố tại phiên họp ngày 9 tháng 12 năm 2020, kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, quyết nghị. Điều 1, xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông bà có tên sau đây. 1, bà Trần Thị Thanh Tâm với 45 trên 45 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 97,83% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có biên bản kèm theo. 2, bà Lê Thị Kim Phương với 45 trên 45 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 97,83% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có biên bản kèm theo. Điều 2, nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Hội đồng nhân dân thành phố biểu quyết thông qua. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 9 tháng 12 năm 2020. Kính báo cáo hội đồng. Xin cảm ơn đồng chí Phan Thanh Lam, trưởng ban pháp chế. Xin ý kiến các vị đại biểu về dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đối với ông Lê Quang Nam. Xin ý kiến các vị đại biểu. Nếu các vị đại biểu không có ý kiến gì khác và nhất trí, xin mời các vị đại biểu chúng ta biểu quyết thông qua nghị quyết. Như vậy có 45 trên 45 đại biểu tán thành thông qua nghị quyết. Xin đề nghị các vị đại biểu cho rằng vỗ tay chúc mừng với phó chủ tịch. Xin ý kiến các vị đại biểu về dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh
Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố đối với đồng chí Trần Thị Thanh Tâm và đồng chí Lê Thị Kim Phương. Xin ý kiến các vị đại biểu. Nếu các vị đại biểu không có ý kiến gì khác và nhất trí, xin biểu quyết thông qua nghị quyết. Như vậy có 45 trên 45 đại biểu có mặt tán thành nghị quyết. Xin đề nghị các vị đại biểu chúc mừng hai ủy viên ủy ban nhân dân. Xin cảm ơn các vị đại biểu. Tiếp theo chương trình là phần miễn nhiệm chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố. Căn cứ quy định tại khoản 2 điều 84 luật tổ chức chính quyền địa phương, thay mặt cho thường trực hội đồng nhân dân thành phố, tôi xin được trình bày tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố đối với ông Nguyễn Nho Trung. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, tờ trình số 54 ngày 2 tháng 12 năm 2020, tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Kính gửi Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Nho Trung được Hội đồng nhân dân thành phố bầu giữ chức danh chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Nay ông Nguyễn Nho Trung có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019. Căn cứ công văn số 266 ngày 1 tháng 12 năm 2020 của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố về công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố kính báo cáo và đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố xem xét miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Nho Trung. Kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét quyết định. Sau khi nghe tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đối với ông Nguyễn Nho Trung, mà đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân chúng ta thành phố chúng ta cho ý kiến. Nếu các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố không có ý kiến và nhất trí với tờ trình thì đề nghị chúng ta biểu quyết. Như vậy có 45 trên 45 đại biểu nhất trí biểu quyết. Xin cảm ơn các vị đại biểu. Xin mời ông Phan Thanh Long, Ủy viên Thường trực Trưởng ban Pháp chế trình bày dự thảo nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm. Tôi xin được trình bày dự thảo nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp lần thứ 16. Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại tờ trình số 54 ngày 2 tháng 12 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 và báo cáo thẩm tra 728 ngày 5 tháng 12 năm 2020 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố. Căn cứ biên bản kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố tại phiên họp ngày 9 tháng 12 năm 2020, kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, quyết nghị điều 1 xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Nho Trung với 45 trên 45 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 97,83% so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có biên bản kèm theo. Điều 2, giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố hoàn tất thủ tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn theo đúng quy định của pháp luật. Điều 3,
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Hội đồng Nhân dân thành phố biểu quyết thông qua. Nghị quyết này được Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 9 tháng 12 năm 2020. Kính báo cáo Hội đồng. Xin cảm ơn đồng chí trưởng ban pháp chế. Xin ý kiến các vị đại biểu về dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đối với ông Nguyễn Nhật Trung. Nếu các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân không có ý kiến khác và nhất trí với dự thảo nghị quyết, đề nghị xin cho ý kiến biểu quyết. Như vậy có 45 trên 45 đại biểu nhất trí với dự thảo nghị quyết. Xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu. Tiếp theo là phần bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 83 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, thay mặt cho Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, tôi xin được trình bày tờ trình về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập Tự do Hạnh phúc, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, tờ trình số 55 ngày 2 tháng 12 năm 2020. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Kính gửi Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019, căn cứ công văn số 266 ngày 2 tháng 12 năm 2020 của Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố về công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Căn cứ các quy định về tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực cán bộ, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 giới thiệu: ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 để bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Kính trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết định. Sau khi nghe tờ trình về việc của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9, đề nghị các vị đại biểu cho ý kiến về tờ trình. Nếu các vị đại biểu không có ý kiến, mời ban kiểm phiếu lên làm việc. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân, phiếu bầu đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố là phiếu màu trắng và phiếu bầu cũng có hai ô đồng ý và không đồng ý để đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thể hiện chính kiến của mình, chọn ô nào thì đánh dấu X vào ô đó. Mời ban kiểm phiếu phát phiếu cho đại biểu. Xin mời chủ tọa kỳ họp và các vị đại biểu lần lượt tiến hành bỏ phiếu.
Các vị đại biểu đã bỏ phiếu xong, mời ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu. Xin phép chủ tọa kỳ họp, tôi xin thông qua biên bản kiểm phiếu bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Sau khi nghe ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 trình bày tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân về việc giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội đồng nhân dân thành phố đã thảo luận việc ứng cử, đề cử và biểu quyết nhất trí danh sách những người ứng cử để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 cụ thể như sau. Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội đồng nhân dân thành phố đã tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả kiểm phiếu như sau. Số đại biểu dự 45 đại biểu, số phiếu phát ra 45 phiếu, số phiếu thu vào 45 phiếu, số phiếu hợp lệ 45 phiếu, số phiếu không hợp lệ 0 phiếu. Số phiếu bầu ông Lương Nguyễn Minh Triết là 45 trên 45 phiếu, đạt 97,83% so với tổng số đại biểu. Căn cứ kết quả bỏ phiếu, ông Lương Nguyễn Minh Triết được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Xin cảm ơn. Xin mời ông Phan Thanh Long, trưởng ban pháp chế, trình bày dự thảo nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, tôi xin trình bày dự thảo nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp thứ 16, căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019, xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại tờ trình số 55 ngày 2 tháng 12 năm 2020 về việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 và báo cáo thẩm tra 728 ngày 5 tháng 12 năm 2020 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố. Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố tại phiên họp ngày 9 tháng 12 năm 2020, kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, quyết nghị. Điều 1. Xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết được 45 trên 45 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 97,83%. So với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có biên bản kèm theo. Điều 2, giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố hoàn tất thủ tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn theo quy định của pháp luật. Điều 3, nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Hội đồng nhân dân thành phố biểu quyết thông qua. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 9 tháng 12 năm 2020, kính trình Hội đồng nhân dân thành phố. Xin cảm ơn đồng chí trưởng ban pháp chế. Xin ý kiến các vị đại biểu về dự thảo nghị quyết vừa trình bày. Nếu các vị đại biểu không có ý kiến gì khác và nhất trí với dự thảo nghị quyết, đề nghị cho biểu quyết.
Như vậy có 45 trên 45 đại biểu nhất trí với nghị quyết. Xin cảm ơn các vị đại biểu. Xin chúc mừng đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu nhận nhiệm vụ. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy, thưa các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố, thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân, thưa toàn thể bà con cử tri. Trước hết, cho phép tôi được trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Hội đồng nhân dân đã tin tưởng, tín nhiệm và bầu tôi vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Tôi ý thức được rằng đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn đối với cá nhân, trước đảng bộ, chính quyền và với cử tri, nhân dân thành phố Đà Nẵng. Tôi cũng nhận thức sâu sắc rằng đây cũng là thời điểm mà thành phố chúng ta cũng đang phải đối diện với khá nhiều khó khăn thách thức và yêu cầu cao đối với việc phục hồi và phát triển thành phố trong giai đoạn sắp đến. Đòi hỏi lãnh đạo thành phố và các cấp các ngành cũng phải nỗ lực nhiều hơn và quyết tâm cao hơn. Tuy nhiên, tôi cũng có niềm tin vì nhận thấy trong thời điểm hết sức gian khó vừa qua, thành phố chúng ta cũng đã khẳng định được bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần tự lực tự cường, sức mạnh đoàn kết để vượt qua khó khăn. Và cùng với đó là những đề án, những nghị quyết, những chính sách phát triển thành phố Đà Nẵng thời gian qua đã được các thế hệ lãnh đạo thành phố đã xây dựng và định hình là những cái điều kiện hết sức thuận lợi để thành phố phát triển trong thời gian sắp đến và cũng giúp tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Thọ, nguyên Bí thư Thành ủy, đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy, đồng chí Huỳnh Đức Thơ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Nha Trung, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, thời gian qua cũng đã quan tâm, bồi dưỡng, giúp đỡ để tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ và mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, chia sẻ, truyền thụ kinh nghiệm, động viên, khích lệ để tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Xin cũng mong nhận được sự chỉ đạo kịp thời của các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, sự đồng tâm hiệp lực của đồng chí trong đảng đoàn, trong Thường trực các ban và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Mong muốn sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban nhân dân thành phố, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và của các tổ chức chính trị xã hội của thành phố, và cũng mong muốn sự giám sát, quan tâm của đoàn đại biểu Quốc hội cũng như của đông đảo bà con cử tri thành phố để tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ ngày hôm nay, tôi xin được hứa sẽ cố gắng nỗ lực hết mình, sẽ nỗ lực cao nhất trong công việc, lắng nghe và tiếp thu đầy đủ ý kiến của cử tri, đoàn kết chung sức cùng với tập thể đảng đoàn, thường trực Hội đồng nhân dân, các ban và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân làm đúng vai trò, chức trách và nhiệm vụ của mình để vì mục tiêu cao nhất xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh và hiện đại. Xin được trân trọng cảm ơn một lần nữa. Xin kính chúc các đồng chí đại biểu, các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu và đồng dân cùng toàn thể bà con cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thắng lợi. Xin được trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phát biểu nhận nhiệm vụ. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Quảng,
Bí thư Thành ủy, kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, quý vị đại biểu, bà con cử tri và nhân dân thành phố. Lời đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo thành phố, nguyên lãnh đạo thành phố, đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy, đồng chí Huỳnh Đức Thơ, nguyên Chủ tịch Ủy ban thành phố, đồng chí Nguyễn Nho Trung, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, tập thể Ban Thường vụ Ban Chấp hành khóa 21, khóa 22, tập thể Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban thành phố, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ chủ chốt thành phố, các sở ban ngành, các địa phương trong thời gian vừa qua đã luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Xin chân thành cảm ơn Hội đồng nhân dân thành phố đã tín nhiệm bầu tôi làm Chủ tịch Ủy ban thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Tôi nhận thức rằng đây là vinh dự nhưng cũng là những khó khăn và thách thức. Tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ của tất cả các đồng chí và sự ủng hộ của nhân dân thành phố để tôi có thể hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình. Về phần mình, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu, kế thừa và phát huy những kết quả mà thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố đã đạt được trong thời gian vừa qua, cùng tập thể lãnh đạo Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo Ủy ban thành phố tập trung triển khai các nghị quyết, các chương trình hành động, các kế hoạch của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân để hoàn thành các mục tiêu của nghị quyết đại hội lần thứ 22 đã đề ra, góp phần quan trọng để ổn định và phát triển thành phố chúng ta. Cuối cùng, trước thềm năm mới 2021, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng gia đình và nhân dân thành phố mạnh khỏe, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Tiếp theo chương trình là phần tặng hoa cho các đồng chí vừa được miễn nhiệm và được bầu lần này. Xin mời đồng chí Nguyễn Nho Trung, đồng chí Huỳnh Đức Thơ, đồng chí Lương Nguyễn Minh Trít và đồng chí Lê Trung Trinh lên nhận hoa. Xin trân trọng kính mời đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, đơn vị thành phố Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy lên tặng hoa cho các đồng chí. Anh đứng vào giữa, anh nghĩ anh đứng vào giữa. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và đồng chí Bí thư Thành ủy. Tiếp theo xin mời các đồng chí Trần Văn Miên, đồng chí Lê Quang Nam, đồng chí Trần Phước Sơn, đồng chí Lê Tùng Lâm, đồng chí Trần Thị Thanh Tâm và đồng chí Lê Thị Kim Phương lên nhận hoa của lãnh đạo thành phố. Xin trân trọng kính mời đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố và đồng chí Lê Trung Trinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố lên tặng hoa.
Xin cảm ơn đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Nho Trung thay mặt cho chủ tọa kỳ họp phát biểu bế mạc kỳ họp. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, thưa các vị đại biểu hội đồng nhân dân thành phố và các vị khách mời, thưa toàn thể cử tri thành phố. Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ 16, hội đồng nhân dân thành phố khóa 9 đã hoàn thành toàn bộ các nội dung và chương trình đề ra. Kỳ họp đã tập trung phân tích thảo luận 73 báo cáo tờ trình với trên 30 lượt ý kiến phát biểu tranh luận tại tổ và 33 lượt ý kiến tại hội trường. Các đại biểu đã ghi nhận, đánh giá những nỗ lực của Ủy ban nhân dân thành phố, các cấp các ngành trong triển khai thực hiện nghị quyết về nhiệm vụ năm 2020. Song cũng thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế, làm rõ các nguyên nhân, nhất là những việc không đạt được về một số chỉ tiêu lớn, quan trọng, việc chậm xử lý những vấn đề bức xúc kéo dài trên các lĩnh vực đời sống xã hội, việc chưa đầu tư đúng mức cho phát triển bền vững trong tương lai. Đồng thời, kỳ họp cũng dành nhiều thời gian để thảo luận tập trung vào những chủ trương, giải pháp mang tính định hướng phát triển bền vững cho thành phố trong thời gian đến, đi sâu, phân tích kỹ, thông qua nghị quyết nhiệm vụ 2021 với những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể phù hợp và 30 nghị quyết trên các lĩnh vực khác với tỷ lệ nhất trí cao. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn lần này tập trung đi sâu vào việc thực hiện các nghị quyết, thông báo kết luận, các cam kết chất vấn và những tồn tại bất cập trong thời gian dài. Điều này thể hiện rõ tâm huyết, trách nhiệm, vai trò đại biểu với cử tri thành phố trong thực hiện nghị quyết cũng như cam kết tại các kỳ họp. Kỳ họp đã tiến hành thực hiện công tác nhân sự, theo đó đã miễn nhiệm và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và các ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi đánh giá cao trách nhiệm trong việc chuẩn bị tài liệu của Ủy ban nhân dân thành phố, việc thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân thành phố, sự tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những nỗ lực cố gắng đóng góp của các đồng chí miễn nhiệm lần này, nhất là vai trò của đồng chí Quỳnh Đức Thơ và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Ủy ban nhân dân thành phố vừa đấu tranh ngăn chặn, khắc phục các sai phạm khuyết điểm, vừa phòng chống dịch bệnh thiên tai, đã tập trung lãnh đạo điều hành quyết liệt triển khai có kết quả các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, phòng chống có hiệu quả dịch bệnh thiên tai, kịp thời khắc phục khó khăn, ổn định đời sống, từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, giải quyết những vấn đề bức xúc kéo dài mà cử tri cũng như là chuẩn bị các tiền đề cho sự phát triển thành phố trong thời gian tiếp theo. Và cũng xin chúc mừng các vị được bầu vào các chức danh mới. Chúng tôi luôn tin tưởng với sự tín nhiệm cao của Hội đồng nhân dân thành phố, các vị sẽ đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công việc, xứng đáng với sự tin tưởng mong đợi của đại biểu và cử tri thành phố. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri thành phố, nghị quyết về nhiệm vụ 2021 thông qua đã bám sát tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22 và đề ra các chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp một cách đồng bộ. Tôi tin tưởng rằng với đội ngũ cán bộ dày dặn kinh nghiệm, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ kế thừa, đứng đầu ba chức danh mới, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, với tâm huyết, trách nhiệm, bản lĩnh và năng lực của mình sẽ đoàn kết, kề vai sát cánh, phát huy trí tuệ, năng lực lãnh đạo, điều hành, triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể để lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra. Với tinh thần khát vọng vươn lên, tâm huyết cùng với tình yêu sâu sắc và niềm tự hào mãnh liệt của người Đà Nẵng, tôi cũng tin tưởng rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, người dân Đà Nẵng cũng sẽ kế thừa truyền thống anh hùng, thành quả của quá khứ, đồng hành ủng hộ chính quyền, đoàn kết đồng thuận, quyết tâm vượt lên, khẳng định chính mình trong sự phát triển chung của khu vực và cả nước. Với sự yêu mến, kỳ vọng về một Đà Nẵng phát triển,
Tôi tin chắc rằng bạn bè quốc tế, nhân dân cả nước và cộng đồng doanh nghiệp sẽ luôn đồng hành, ủng hộ, chia sẻ và hợp tác cùng thành phố Đà Nẵng trong sự phát triển đi lên trong thời gian đến. Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của thành ủy, tôi cũng tin tưởng rằng Hội đồng Nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ luôn phát huy vai trò trách nhiệm, xứng đáng là cơ quan quyền lực tại địa phương, thật sự là những đại biểu của nhân dân. Ghi nhận và tiếp tục đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân thành phố trong tháo gỡ khó khăn vướng mắc và những kiến nghị tâm huyết của đồng chí Quỳnh Đức Thơ trong phát biểu sáng nay, nhanh chóng khôi phục kinh tế, tạo đà phát triển mạnh trong tương lai không xa. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri thành phố, chỉ còn 5 tháng nữa là kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9 và tiến hành bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Nhìn lại 5 năm qua, chúng ta tự hào về những thành quả đã đạt được, nhưng cũng không biết trăn trở về trách nhiệm trước sự phát triển của thành phố, về những việc còn dang dở, về sự đáp ứng với niềm tin mong đợi của cử tri. Cá nhân tôi đã có đơn xin thôi không tham gia cấp ủy, cũng đã có xin nghỉ hưu trước tuổi và đã được các cấp đồng ý theo nguyện vọng. Đây là kỳ họp cuối cùng của tôi với cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cho phép tôi xin chia sẻ đôi điều. Kỳ họp lần này cũng là lúc tôi và nhiều đồng chí lãnh đạo khác của thành phố nói lời chia tay sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ Nhân dân thành phố tín nhiệm giao phó. Trong suốt quá trình công tác, dù ở vị trí chức vụ khác nhau, trải qua những bước thăng trầm của thành phố, đặc biệt có những thời điểm đối diện với những hạn chế, khuyết điểm mang tính lịch sử. Dù vậy, trong hoàn cảnh điều kiện nào, chúng tôi cũng luôn nhận được sự đồng tâm, hiệp lực của đồng chí, đồng nghiệp, sự chia sẻ và tin tưởng của cử tri và nhân dân thành phố, và đã vượt lên khó khăn thử thách với niềm tự hào, ý chí của người con mảnh đất Đà Nẵng anh hùng. Xin thay mặt cho các đồng chí được miễn nhiệm tại kỳ họp lần này, trân trọng cảm ơn sự gắn bó, hợp tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong suốt thời gian qua của các đồng chí, đồng nghiệp, sự chia sẻ, đồng hành, đồng thuận, đoàn kết gắn bó trong suốt thời gian qua của cử tri, nhân dân thành phố, cộng đồng doanh nhân và các cơ quan thông tấn báo chí. Bản thân tôi, với 10 năm gắn bó với Hội đồng Nhân dân thành phố và gần đây với cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, tôi đã không ngừng nỗ lực cùng tập thể đảng đoàn, thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố thực hiện có hiệu quả các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố, góp phần vào sự ổn định phát triển thành phố. Tuy nhiên, vẫn còn những trăn trở, khát vọng, tâm huyết về một sự phát triển của thành phố, những đau đáu về lời hứa trước cử tri mà chưa thể thực hiện được. Dẫu biết rằng, có những việc do lực bất tòng tâm, có những việc không thể thực hiện trong một sớm một chiều, song tôi vẫn nhận thức rõ sự chưa trọn vẹn về trách nhiệm của mình trong đó. Nhân diễn đàn này, tôi xin được gửi lời xin lỗi và mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ của đồng nghiệp, cử tri và nhân dân thành phố. Tôi cũng hy vọng các đồng chí kế cận sẽ chia sẻ, ghi nhận và tiếp tục hoàn thành vì một thành phố giàu đẹp, đáng sống. Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có văn bản hướng dẫn về việc tổng kết nhiệm kỳ. Tôi mong Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố chuẩn bị tốt nội dung này, nhất là phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổng kết đề án giám sát đại biểu dân cử. Qua đó đúc kết và rút ra những bài học kinh nghiệm, kịp thời có hình thức tôn vinh tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho thành phố thời gian qua. Đồng thời chuẩn bị tốt cho bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp sắp đến, nhất là xây dựng đề án nhân sự chất lượng với những đại biểu thật sự tâm huyết, trách nhiệm, năng lực và là đại biểu thật sự của nhân dân. Kính thưa các vị đại biểu, kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố đến đây kết thúc. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu đã tham dự, đóng góp tích cực cho sự thành công của kỳ họp. Xin cảm ơn văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, các cơ quan có liên quan đã phục vụ tốt cho kỳ họp. Cảm ơn phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí đã đến dự và đưa tin kỳ họp. Trước thềm năm mới 2021, thay mặt chủ tọa kỳ họp, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, các vị đại biểu khách mời cùng toàn thể bà con cử tri và nhân dân thành phố Đà Nẵng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, mừng năm mới, thắng lợi mới. Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9 nhiệm kỳ 2021-2026. Xin trân trọng cảm ơn. Xin
Trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Nho Trung. Xin mời quý vị đại biểu chúng ta đứng dậy làm lễ chào cờ. Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo. Quý vị và các bạn, sau 3 ngày làm việc khẩn trương và đầy tinh thần trách nhiệm trước toàn cử tri thành phố, kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đã đề ra. Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.